Tài à, xin chào quý cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Và hiện tại thì Tài đang có mặt tại Vĩnh Long để mà thăm đến một người bà. Đó chính là bà Tư. Bà Tư xây dựng một cái am bên trong đây là quý cô chú anh chị. Cái điều đặc biệt ở đây đó chính là trước cái am của bà Tư thì có hai cái ngôi mộ. Trong hai cái ngôi mộ này, cái lúc mà bà Tư xuống tóc đi tu và thành lập cái am này đó quý cô chú anh chị, thì bà Tư nhặt được một cái tượng Phật và bà Tư đem về đây mà Tư thờ cúng. Và tượng Phật này rất là linh thiêng luôn. Và sau đây có chuyện như thế nào cũng như là tìm hiểu về hoàn cảnh của bà Tư đối với cô chú anh chị, Tài mời cả nhà vào bên trong với Tài để mà tìm hiểu thêm về bà Tư nha quý cô chú anh chị. Dạ con chào bà. Dạ, bà tên gì bà? Dạ Đặng Thị Tư. Dạ con kêu là bà Tư ha. Cô bà Tư. Dạ bà Tư năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà Tư? 81 con. Dạ bà Tư ở đây với ai? Ở đây thì ở trong am này rồi tối qua nhà nó ngủ, sợ tối đau á con, sợ tối đau đột quỵ á, rồi bà qua nhà ngủ với dâu. Là cái am này bà Tư ở buổi sáng đi tụng kinh này kia dạ, bà dạ. Tư? Mà bà ngày thì ở đây tụng kinh đồ, với nhang đèn, còn tối qua nó ngủ. À cái am của bà Tư đây là dựng lên lâu chưa bà Tư? Lâu chưa biết. Trước con gì đó mà. Cũng ba mấy năm mà con. Là trên 30 năm hả bà Tư? 40 gì đó. Bà có dịp chứ không phải là bà tu, mà nó tới chuyện thì bà phải tu. Qua bên kia lấy tiền về đổ dịch, cái ông Bảy ông gửi một ông nó bận áo rồi, cái ông đưa cho bà một món Phật, kêu để Phước Nghiêm. Vì bà nói bây giờ trời ơi Phật dễ gì kiếm, bây giờ xe cái trời gắt mấy giá ngang vậy để đi hỏi cho chính quyền là cho tôi tụng kinh cầu siêu đâu mà cho của quyền tu, chứ tôi không có mời mọc ai hết, chính quyền cho. Thành ra bà tới giờ đi làm phước không, nói có trời là đi làm phước chứ không nhận tiền, cúng tiền để đây rồi cũng họ lấy bé rồi quý thầy quý cô gì tôi ở sau, tôi nói hội tôi xuất gia tôi có nguyện và cũng không có đi giùm thôi, được mấy năm được chứ không có nhận tiền. Thật sự nói chủ nhà gửi tiền lợi nhan đèn đúng vậy á, tôi đi đám là không có lấy tiền, bất cứ xa gần cũng phải năn nỉ đưa lại. Cái cơ duyên nào mà bà Tư đi tu tại gia hả bà Tư? Không biết nữa. Tôi nói qua bên ông tôi còn đương làm ăn là ông đi hỏi tiền dịch của ông Bảy, bên anh đi hỏi vàng. Ông nói bà hôm nay ông qua bên ông lấy gì à? Qua cái ông gửi cho một món bạc. Tôi nói trời ơi uổng quá không có đem lên chùa Phước Nghiêm. Vì có tôi mới che cái chòi dưới á. Rồi ông thì ông cũng tu mà ông ngang lắm. Mấy bà nó trời ơi kiếm che chòi làm gì, tôi nói che chòi dưới giường. Chứ ông nói trời ơi che rồi chú hai chú đốt, tôi nói không có đốt đâu. Và rồi bà gác nó dán ngang vậy, cái bà để mấy vị Phật lên. Rồi cũng cái chòi lá thôi chứ tôi không có ham cái gì, nói có Phật làm chứng. Cái bữa đó da nó ngã nó quay cái chòi lá banh chê hết trơn. Cái ông Hoàng vô nó đó bà còn từ chối nữa thôi bà hai. Đã vậy mà con cho tiền bà cất rồi bà không chịu. Đó ổng mới cho cái này nè, tính ra cũng cỡ 20 rồi con. Dạ. Đó ổng cất sẵn cho hết trơn vậy. Thì cất cũng khoảng 10 năm nay, 9-10 năm nay, mười mấy năm. Cái tôi cũng không nghĩ gì cất chòi chi cất nhà chi bự nữa. Mình tu được thì phước đức rồi con, nói thiệt, ngồi kế Phật thì nói phải y vậy. À, bà Tư ơi, bà Tư gia đình là được bao nhiêu người con hả bà Tư? 8 người con. 8 người con. 8 người con, 5 gái, 3 trai. 5 gái, 3 trai. Dạ. Khi mà bà Tư xây dựng cái am này lên đó, dạ. Trong cái am này thì lúc đó là được bao nhiêu tượng Phật hả bà Tư? Hồi đó là không có nhiều quá. Cái đức Phật đó là thì ông bự là tôi không dám thờ nha. Dạ. Mình cái am thì chỉ thờ khuôn thôi là đúng. Biết mình cái trí huệ của mình nó cỡ nào thờ nhiều mấy ông quậy. Kinh kệ mình không đầy đủ quá con, chứ không phải con hô chương ra mà được đâu. Không có cái kinh kệ, không có cái tay ấn mà người quậy ngược mình á. Cái đó chỉ trong thứ này nè, ông chủ trì ít á, ông chủ Phước Kim á. Ông chết rồi chỉ mới nói thứ hai à. Lợi xin thỉnh tượng Phật này về đây đi, tôi đợi tối tôi lợi xin tụng kinh tôi lại. Chứ tôi nói không để em đem lên chùa Phước Nghiêm giùm chị. Nó không tôi muốn xin thờ. Bỏ bắt buộc mà mình người tu bắt buộc thì phải chịu. Cái tôi mới thỉnh vậy tôi thờ đó. Chứ không tôi thờ khuôn không à. Hồi đó là có bà Quan Âm với ông Thích Ca với ông Địa Tạng hả, có 3 ông hả con. Rồi tôi đi các chùa đó, rồi người ta đem Phật về đó, rồi đem về. Xin về rồi mấy ai thỉnh cũng cho hết à. Tôi làm gì chứ ai thỉnh cũng cho. Chứ mình thờ chi nhiều. Còn cái ông này nè con, tôi đi Hòa Bình tôi về, không biết ai mà đem ông lại để trong này nè.
Ông nào bà Tư dẫn tôi con. Tôi vô tôi lúc nha. Cái sao tôi gờ một cục chợ bá vậy tôi trời ơi. Cái cục gì dữ nè. Đừng Phật cái đèn lên ổng mà không có ai đợi để cho tôi đó. Là có tự người ta đem lại cho bà Tư. Tự đó. Thiệt nói có trời có Phật làm chứng á. Của cái bọc mà nhét đó mà đem lại để tôi hết hồn tôi trời ơi cái cục gì mà nặng bị mình đi về là chặn dạng rồi. Vô rồi thấy đốt đèn cái xong. Tôi nói sao mà trời gọi cái ông nào bự nặng chịch nhìn em tôi mới phật cái đèn lên thấy ổng rồi người ta nói nếu phật đợi nhà quý lắm mà không có phật ở đâu. Bà Tư có thấy chỗ quyền diệu chỗ đức phật ở nhà bà như thế nào không bà Tư? Từ ngày đức phật về đây bà dạ có... không mình cũng mạnh giỏi dễ biết vậy thôi chứ không thấy được cái gì và không có cái gì mà để lộ tẩy ra. Điều một là mạnh giỏi trí huệ của mình thông minh ít bệnh ít hoạn đó vậy thôi chứ không thấy gì không. Là từ ngày Đức Phật về bà Tư có minh mẫn hơn ngày trước không? Bà Tư sức khỏe rồi cái đó cũng hơi khó. Dạ minh mẫn hơn khó sao nó vậy dạ sức khỏe tốt hơn. Nhiều khi tôi cũng có cái chuyện buồn mình cũng phải có chuyện buồn chứ con. Dạ. Trong nhà Đức Phật ơi Phật con lượm được một cây vàng con chưa dám nhận sợ tai họa mà Phật ở đây hả thì con mừng lắm. Phật gia hộ cho con, cho con đừng có giận nhiều, con đừng có nói nhiều, cái gì qua cũng như bình thường. Tôi nói sao quá vậy con, già rồi cái đầu cái áo long trọng lắm không dám nói sơ sót, nói thiệt ở ngoài dám nói chứ như tôi không dám nói bởi vì mình biết sợ thì không dám nói. Tôi thật là vậy á. Giờ tôi thấy tôi mừng hết sức rồi, tôi cũng trình với thầy, tôi nói con đi bữa đó về con thấy vậy mới tốt lắm mà bà, mà không biết ở đâu mà không biết ai đem lại. Dạ bà Tư ơi, con thấy trên đây bà Tư có thờ những tấm ảnh này là của ai hả bà Tư? Mấy hình đó hả con? Dạ. Đây, cái này thì hồi đó má con cùng rồi lên Phước Hậu ở 13 năm. Thì cái ông này nè, là ông Thích Thiện Hoa, ở ngay chùa Phước Hậu. Cái ông này là ông Thích Thánh Anh. Đây, ông Thích Thánh Anh. Ai thấy bàn hình cho tôi phải ở chung với ông 13 năm con. Ở chung với ông Thích Thánh Anh 13 năm. Đây, ông Thích Thiện Hoa, ông Thích Thánh Anh đây. Ông này là cháu của ông này. Ông này cháu ông Hoàng Phú kêu ông cậu. Yeah. Ông này kêu ông Hoàng Phú bằng cậu. Ông này ông người Bắc. Ông vô hồi 6 tuổi ông đi xe lửa vô. Rồi ông vô đây ông qua Châu. Đó, rồi ông vô đây ông phát tâm ông tu là ông Thích Thánh Anh. Là ở phường Phước Hậu á. Giờ mấy cái pháp đó con. Còn gia đình này thì cha tôi, mẹ tôi. Cái đó cũng quyền. Dạ là bà Tư thờ chung ở ngoài này luôn. Được. Ôi, bà Tư con thắc mắc một điều là sao gia đình của mình không thờ ở trong am này, mình thờ ở méo ngoài bà được Tư. Được cũng được, là con ở trong đâu có chỗ để thì bây giờ ở đâu cũng được hết, có biên nói ra như thờ chung mà cha thì cái địa phương cao một chút của con thì cái địa phương thấp một chút, cái chỉ như nhà mình chập con theo cái lực nó có vậy. Bây giờ thờ chung bằng thờ mà cha phải ở cao, bà nội phải cao một chút mà chật chỗ phải ngồi chung, cái đó là được. Được, của quyền màu chung cũng được nữa. Bà Tư ơi, bà Tư dẫn cho tụi con vào bên trong cái am của mình một vòng được không bà Tư? Dạ dạ. Này mấy nhỏ đi thành phố nó mà dạ. Mua đèn luôn nè. Cái am của bà Tư góc này là của cô chú chị, bà Tư sắp xếp những cuốn kinh rất là ngăn nắp luôn. Dạ. Tuy là mình cũng không hiểu về những cuốn kinh này thì bà Tư ra sẽ mà giải thích cho mình. Kinh này là nói ngay trong chưa có coi là ông Tám Thứ mở cái kim á, rồi chỉ mới nói giờ anh Tám anh đem Phước Đức ông đem kim về nhiều lắm, thím hai thím lợi thím thỉnh gì dùm cho chị. Tôi nói thôi để đem chùa có người về để đây chứ thật sự cái này là không có coi. Mình tụng thì chỉ có ba thời kinh thôi là Nhật Tụng với Du Lan, là thường ngày đi dám cho anh ta nó cái mấy cái này để coi hồi ông Tần ông Tống ông Nguyễn Thái Học gì á hồi xưa á. Tôi đậu gì tôi để đó, có xem qua là hình tích vậy thôi chứ chưa có coi hết. Mấy cuốn kinh này là hình như là bà Tư thỉnh về rất là lâu luôn phải bà Tư? Phải, thấy phải. Có một có mối này kia nhưng mà rồi, cũ quá trời luôn nè. Đúng rồi, lâu lắm. Trời ơi, cái đời nào đâu mà tôi quý quá mà đâu có coi hết con. Nó nổi cái sơ sơ gì mà coi còn mòn mắt rồi hết. Dạ. Không có coi thấy mấy cái cuốn đó vậy bịch mà bự quá à. Còn đây là tấm hình của bà Tư đi chùa hả bà Tư? Hả? Tấm hình của bà Tư đi chùa tôi đi hả? Núi, tôi đi núi. Bà Tư đi núi ở đâu bà Tư? Đi núi núi Bà chả nó. Hồi tôi còn chưa có tu. Rồi tôi đi với ông thầy đồ chả nó. Rồi chụp hình cái này vô mấy cái chỗ đẹp vô chụp nha con.
vô mấy cái chỗ đẹp mình chụp hồi tôi còn chưa xuất gia, tôi đã qua mấy tuổi nha, nay mình đám mấy đi đâu lắm rồi, giờ đi đâu nổi nữa. Kinh thì ở mình có ai còn kinh bổng còn siêu. Bên trong này thì Tài thấy bà Tư thờ những tượng Phật rất là ngăn nắp và trang nghiêm lắm quý cô chú anh chị. Trong một cái am nhỏ thế này, bà Tư bật đèn này kia, sáng sủa này kia, rất là trang nghiêm. Và đây là những cuốn kinh của bà Tư để rất là ngăn nắp luôn, hẳn nếp này kia. Những cuốn kinh này thì khá là lâu đời. Đây là quý cô chú anh chị. 41 tuổi. Nhớ vì cái này thì có kim tỉnh, còn cái kia chết hầu còn giặt là không có kim tỉnh, mà chôn mã đất rồi người ta lại người ta mần cái này là 14 triệu quá, mới mần cũng chừng mấy tháng nay 14 triệu á, cát đá 7 triệu tiền công 7 triệu người ta mần cho tôi Phật tử mần để con mần cho bà có hứa ông quan mà không còn đòi các cái nhà nữa, ông quan ở ngoài cái nghiệp đó. Là đòi xây lại cái am cho bà Tư hả? Không, tôi không có yêu cất nữa. À, bà Tư không chịu. Chú Quang, chú nói bà muốn cất sao con cất cho tôi, nói không chú à. Bây giờ tiền của chú cất thì có phước, mà nhưng tôi cũng không có ở được lâu, già quá rồi. Rồi không có nhận. Rồi nói thôi con cất, chú từ chối dữ lắm là lần đó lại là cái xe nó ngã, nó quậy banh cái nóc nhà. Ông nói giờ mà con cho tiền bà chịu chưa? Bây giờ banh nhà banh cửa đó, tôi nói thôi giờ chịu. Mà nói ngay tôi cũng lấy ổng có 5 triệu à. Rồi tôi gom tiền con tôi, ăn của người ta không có được con. Nói cho mình tôi không có nhiêu, rồi ăn mắc nợ mắc nần lắm. Ta cho của người ta xương máu mình phải mắc nợ con. Không đúng là nói sao có vậy. Rồi ổng đưa 5 triệu rồi tôi xin con tôi đứa vài triệu với thợ hồ nhóc nè. Con tôi nó mần hồ đó, vì ổng mần có mấy ngày rồi. À, bà Tư ở đây thì hay đi chùa nào nhất bà Tư? Tôi thì chùa Phước Nghiêm mà cái gốc rồi con. Là cái bên nhà mình luôn hả bà Tư? Dạ, Phước Nghiêm trên này nè con. Dạ. Hồi đó thì tôi đang Phước Nghiêm mà thường có thể. Rồi cũng đi các chùa. Rồi ở dưới Miệt Diễn Sưng đồ, chùa ông Phước Lực đồ tôi đi hết trơn à. Vì tôi còn mạnh mà cũng quả hay lắm con. Tôi đi thì mời trước thầy cho hay, nó giờ cô hai. Cô ngày đó tháng đó cô quẩn không, tôi nói dạ chừng mấy ngày. Tôi thì ở nhà coi nhà cho con thôi, chứ tôi thật sự là tôi không có mặn cái gì. Mà mấy giờ đi xuống dưới 3 ngày đặng phụ dẹp dọn dưới chùa dưới lễ cô, thì xuống dưới tôi một cái dao, một cái chổi với cái đồ hút rác, rồi tôi ra tôi buồn sạch hết trơn. Không phải tôi xuống dưới mà dưới ba ông và ghế đặng chờ đồ đó, còn tôi thì mình cỏ chùa nào tôi cũng có đi chứ. Chú đi dưới hỏi mà bà lùng lùng, bà hai lùng lùng thì các chùa biết tôi sao à. Bà Tư cho con hỏi là thường ngày có người ta có lại thấp hơn cái am mình nhiều không bà Tư? Dạ ít. Dạ. Tôi nói ngay tôi không có dám cúng quả cho nó. Bị mấy ông cách mạng có nói. Nó cho bà tu hành vậy chứ theo là không cho cất. Tôi nói dạ nếu mà tôi làm qua được thì chính quyền cho, còn không được thôi chứ tôi cũng chưa biết làm sao. Thì tôi xin cho tụng kinh. Mà tôi tụng nhỏ xíu à, tôi không có tụng lớn đâu. Tụng cho ông bà tôi khai tên họ, đang tôi cầu siêu cho củ quyền ở trong phố Nhật Tụng á con. Rồi mấy ông cho, mấy ông không có làm linh đình nha. Rồi công an nè, lâu lâu cái chừng 5-10 bữa cái vô. Chị đừng có làm gì tung hoành nha, tôi nói dạ. Chính quyền nói sao tôi nghe vậy. Tôi không có làm gì trùm lum đà la đâu sợ. Chị tu cứ tu đi mà đừng có mời mọc người ta, chứ đừng có rủ ghen ai, tôi trời ơi rủ ai. Thành ra cũng lâu rồi chú, được vậy á. Vậy là bà Tư lập lên cái am này chủ yếu là để tụng kinh, cầu an, cầu siêu cho một gia hợp. Tộc của mình. Một hợp. Dạ. Bữa nay là mới vô lan rồi, đó là tụng kinh nguyện cho cụ Quyền Thất Tổ tháng 7 đó con. Thì mới tụng hồi chiều là dứt á. Tháng 7 á. Bà Tư ơi, chùa Vĩnh Nghiêm là phải cái chùa mà có cây sao gì 700 tuổi không bà? Cây sao là ở chùa Miên. Chùa Miên. Mấy ổng lại cưa một lần rồi, mà ngay ông cả cũng cho lại cưa đặng mà mấy cưa cũng chừng 2 thước mấy lên, còn dựa cái gốc đặng đúc tượng Phật, đặng khắc tượng Phật á, rồi che lên một cái am cũng như thờ ông Phật. Mà xong xuôi công an cũng đông lắm con, mà không biết sao lợi rồi không cưa, rồi tôi không biết sao, chứ nghe nói có lợi, thật sự không có, tôi nghe thấy mà đều nghe nói có lợi mà sao mấy ông không có cưa. Cũng có lại đông lắm. Con được biết thì cây sao đó có nhiều cái huyền bí ngày trước.
như lời đồn đại của người dân, của những cái lan truyền miệng với nhau á, là cây sao ngày xưa rất là linh, cũng như là có nhiều cái câu chuyện kỳ bí. Bà Tư có biết nhiều về cây sao không, đó, bà Tư? Cái gì tôi về đây là nói thiệt, ông này ổng 21 tuổi, tôi 17 tuổi, ổng thương tôi không đeo. Cái tía tôi không có chịu gả, mà gả về đây là hồi tôi 17 tuổi, 16 tuổi chứ chưa tới 17 nữa. Thì tôi về đây 81 tuổi đó, nhưng không có cái gì hết, không có cái gì hết trơn. Chỉ là đồn thôi con, chứ thật sự là không có. Nếu có thì tôi chạy tôi coi rồi. Không có cưa, không có cắt, không có gì hết trơn, mới có đợt này là cái sao chết rồi. Ông cả tôi là tôi cũng nói sao ông cả, ông nói cho cưa vậy mà rồi Phật tử không cho, Phật tử nó cưa tội nghiệp thì sao lắm. Khoảng cũng mấy tháng nay, rồi ông nói vậy rồi thôi. Cái công an rồi lại cũng tính cưa, có thì biết sao nói vậy. Chứ không có cái gì mà linh mà không có thấy cái gì hết trơn á. Không có thấy trắng, vàng hay gì, không có thấy hết trơn con. Còn câu chuyện về ông Phật trôi từ Campuchia về chùa không mình có đó, luôn đó. Nữa. Không có luôn. Không. Thì cái đợt con tôi kìa, nó cháu ngoại tôi, nó Hường Đông hiện chạy xe gồn gồn tới, ngoại tới chứ ngoại tôi hỏi cái gì tới. Anh Đạt anh coi mạng, anh nói là ông Phật trôi gần tới chùa Miên rồi, chú trời ơi đâu có con ơi. Thì thật sự không có, chứ không có hết trơn con, không có cái gì linh thính. Sao thì đứng chừng chừng đó, cũng không thấy chớp nháy mà cũng không thấy cái gì hết được. Không có, bởi vì tôi ở sát bên, em chồng tôi ở hồi tôi có gia đình thì ở cái nhà ở sát chùa đó, ra riêng đây. Có là tôi chạy tôi coi liền gì. Dạ, được biết là cây sao đó cũng mấy trăm năm tuổi hả bà? Mấy trăm năm tuổi. Dạ. Theo cây đó là ông nội tôi á, ông nội tôi rồi thầy tôi chết là cũng như hai đời rồi. Thì hồi đó ông nội còn thanh niên đó con, thì cây sao cũng bự vậy. Mà ông theo giờ ông còn, ông có 140-150 tuổi đó. Thì cây sao này độ chắc trên 300 năm. Dạ, trên 300 năm. Trên 300 năm có. Bị ổng mà cũng trăm mấy tuổi rồi. Hồi ông thanh niên đây thì ông cũng thấy cây sao bự vậy rồi đó, vậy đó. Tôi không có cái gì quyền bí, không có cái gì linh đâu con. Không, dạ. Tôi nói bằng sự thật. Còn lối sớm nè, nếu có dầu tôi có đi đâu đi nữa thì cô bác tao cũng chạy ra đi coi. Thì giờ cũng nói tôi con cháu tôi cũng đặt nè, 8 đứa con rồi, cháu chắc ở xung quanh nè. Mà dạ. Có đâu, không có cái gì hết. Không chớp nhán, không có cái gì cả, không có cưa cắt gì cho. Rồi cái vụ mà cưa cây sao thì qua cái sao nó lành lại là cũng là tin đồn. Không có luôn nữa. Tôi hỏi chú cho có, đây dầu tôi có đi tụng kinh chiều tôi cũng về. Ha, tôi đâu có đi đâu mà 5-7 ngày đâu. Mà có gì vậy con, tôi cũng nói đó. Nhà cũng đặt mẹt chân gì cũng nói mà không có con, không có sự thật. Ừ, không có thiệt tình. Chỉ là đồn vậy thôi, không có chứ. Bà Tư ở đây như vậy á, hàng ngày thì ai nấu nướng bà Tư? Tôi con. Là bà Tư tự nấu nướng tự ăn nấu nướng ăn. Mà tôi yếu rồi tôi nấu cháo. Nấu cháo ăn với sườn, sườn mà một cái miếng vuông vuông mình xé xé ra. Sườn, dầu ăn. Sườn non, sườn chai mà tới. Tôi dạ. Còn mạnh lắm con. Đó, tôi móc đất, móc cát, tôi mần đó. Thấy vậy chứ, cái giò yếu rồi chứ tôi còn mạnh dạng lắm. Dạ. Đó, tôi mần mới được vậy chứ không mần sao được vậy. Tôi ôm gạch, ôm hóa, tôi làm dữ lắm. Là xung quanh nhà của bà Tư là cỏ này kia là bà tự nhổ hết tôi luôn. Tôi tự mần đó. Cái này mấy nhỏ nó thôi để con mua cho bà chai thuốc 200 ngàn. Của con xịt cho. Bà không có thấy đường, thấy xá, đừng có mần nữa. Chứ mỗi lần tôi mần đóng bốc à. Giờ mần cũng được nữa mà nó không cho. Nó thuốc giờ mắc mà mắc rồi để con mua rồi con xịt cho. Rồi trước mắt tôi hơi mần vậy còn mà vườn kệ nó. Tôi còn móc đất với mưa nổi con. Trời, bà Tư tuổi này còn lặn mưa móc đất để mà... cũng như tôi móc cục quăng ở tịch vậy. Nói là thật sự. Tôi đi với thuốc mà. Rồi nhỏ chạy xe ngang ngừng để hỏi bà. Nói chi cô. Nói bà phải bà hai cái thuốc hồi sáng mà cô mai không tôi nó nói đó. Trời ơi trời, vậy rồi giờ bà chích gì, giờ bà bóc đất đó hả? Tôi nói ừ, nó má con còn nằm chịu đi chích nữa, tôi nói chích bữa một rồi con. Một mũi một là hết á. Đau thì đau vậy chết lận. Đau mà tính tận tử nhất sanh. Mà qua bển anh, mà trong phòng cứu cấp rồi thuốc men rồi rồi cái cho nằm phòng. Sáng ông bác sĩ an, ông nói bà thấy khỏe nhiều bà hay. Tôi nói dạ. Ông nói không ơn cho xuất viện. Mà nằm 3 ngày, không có tới 4. Khỏe vậy đó con. Đau thì tận tử nhất sanh, bò la bò lết mà đi giữa đường rồi tôi nó không lẽ chỗ gì vậy con. Má hết trơn rồi, trời ơi, bộ bà khùng hả má. Nãy bà nhào bà mà gì đi giữa chừng vậy má nói má hết. Nó qua bển thuốc men vậy rồi nằm sáng tỉnh khô. Rồi ông nói trời bà khỏe quá bà hay. Mơ cho bà xuất viện.
Sự thật là vậy con. Dạ, bà Tư cho con hỏi. Có nghĩa là con đi nhiều nơi, con cũng tới nhiều chỗ, thì lần đầu mà con thấy được ở khung cảnh chỗ bà Tư là có hai ngôi mộ ở trước cửa gọi là am hoặc nhà, là có ý nghĩa gì không bà Tư, hay là phong thủy gì không bà Tư? Bởi vì cái chuyện tu, tu thì tôi tu nhưng tôi không có thông minh là đi đứng hay là hoặc hỏi thầy hỏi gì hết. Dạ. Chỉ có lòng tu thôi con. Dạ. Hiền tu có vậy thôi, hai chữ đó. Rồi mấy bà lại nói một cái tôi mừng, trời ơi hai am ở trước cửa bà hả, là tôi giật mình. Dạ. Tôi tưởng đâu nó quan hệ cái gì nha. Dạ. Nó có trời. Thầy có làm sao thầy nói thiệt con đi. Trời chanh dứt lá cất về có sao trời tốt quá sao bà. Tôi nói con hồi đó thì con cũng che tum 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 cái chòi có tiếu rồi chia có tấm gửi lá. Mà giờ cũng bốn chỗ rồi đó, đầu cất bển. Rồi ở thằng trai út ra riêng đồ, ra riêng đây thằng nó ra ruộng. Đó, tôi giờ cũng bốn chỗ rồi mới qua đây ổn định con. Dạ là cái âm mình là cất sau hai ngôi mộ của ông bà đây hả bà ha? Sao? Dạ. Đi hai ông bà chết cũng đương đương, hai ông bà chết bốn mấy năm hết trơn rồi. Dạ. Thì tôi cất sao? Con hỏi một câu nữa là tại sao ngày trước bà không cất cái âm này nơi chỗ khác nơi này mà bà lại cất ngay đây? Không phải, cái gì khiến con? Dạ. Cái gì khiến mình? Nói vậy chứ mình mần cái gì á, có cái khiến, có cái linh thính mới được con, chứ không có tự quyền được. Dạ. Tôi hỏi tôi con cái 7-8 đứa nghèo khổ mà đâu có nghĩ cái tu mình ở ngoài đời mà ăn thật nói thiệt. Bây giờ chùa thì tôi không có đi, nhưng bà già bà đi lộn thộm, sao bà mua có chút xíu đồ bà nó không tiền con, tôi cho bà, tôi nói sự thật. Cái tu cũng không nghĩ tu mà cái nghiệp mình nó tới. Dạ. Cái nghiệp nó tới con. Dạ. Các con đây cũng phải có cái nghiệp đó. Dạ bà Tư ơi, hôm nay thì ba anh em tụi con có gọi là hữu duyên đến Vĩnh Long. Dạ. Và sẵn tiện là ghé thăm bà Tư ở đây. Dạ. Tại vì khoảng một năm về trước tụi con cũng có ghé thăm bà Tư rồi. Hôm đợt rồi đó là cũng mấy con hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Và hôm nay tụi con về Vĩnh Long thì tụi con nhớ bà Tư thôi, ghé thăm bà Tư một tí xíu. Dạ, đó, tôi nghiệp hết trước không? Dạ. Dạ. Con chúc bà Tư nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Dạ. Bà Tư ơi, bà Tư cho tụi con là cúng điếu tiền nhang nha bà không, Tư. Không, không có. Sao vậy bà Tư? Cái tôi nói ra hồi tôi xuất gia là ông thầy Tam Quan ha. Thì tôi nói con tôi á thì cũng nghèo khổ, tôi có nguyện ngay chỗ bạn tổ. Thật sự mâm cơm thì tôi không có cúng ông bà. Cứ theo cái lực mình đi tu á thì trong nhà phải nói cha mẹ rồi nấu mâm cơm. Mà nhưng tôi không có cái đó. Tôi lên chỉ bàn qua với thầy là ông Tam Quan á, tôi rất nghiêm á. Thì ông xuống tóc bữa đó 2 ngày. Tôi nói con nguyện ngay chỗ đây hai thầy, thì bây giờ con đi làm phước cho con không nhận tiền. Ông á nói con thật mới giật được đạo cô hai. Tôi nói bây giờ nghèo giàu gì ngày hai bữa cơm có thịt có cá thì ăn, không có rau luộc bữa cũng ngon. Bây giờ con nó nuôi con 8 đứa lận. Bây giờ con tụng á thì con không biết con đi được nhiều ít gì sao, kinh kệ con ra sao rồi đi với quý thầy. Thì bây giờ con nguyện vậy, và nếu con không có ăn uống gì nhiều phải quý thầy ở chùa á, thì quý thầy phải nhận số tiền đặng người thầy bông đồ. Còn con ở tại nhà con nó nuôi, cơm nước nó nuôi sẵn gì rồi là nó giặt, thì con không có thiếu cái gì trơn, con đi làm phước thôi. Nói thật ai là Phật thiệt tình con không lấy tiền mà lấy rồi đó, bỏ túi rồi cho hỏi ngộn bàn về mình cái gì mà mình không lấy tiền. Rồi mấy thầy lấy tiền, mấy ông hỏi mình sao mới ở lại, sao đi có xe. Nói chú ơi, chủ nhà giờ cho tôi nói, bởi vì khi tôi xuất gia nghèo khổ lắm, tôi có nguyện tôi nói vậy, bây giờ cho tôi gửi 200.000 lợi đang đốt nhang cho bà hay là hoặc cho ông. Chứ giờ cái lời tôi nói vậy giờ tôi không dám nhận tiền. Đi thì nói ngay chú này, chú chở chú ăn có một mớ tiền xe thôi, chỉ 100 á, 200 chú lấy con trăm mà cũng Phật tử đi hoài cho mình đó con. Thì thật sự tôi không có lấy tiền, có sao tôi nói vậy. Dạ vậy thì tụi con xin gửi lời chúc sức khỏe đến cho bà Tư nha bà Tư. Hồ Phật.